Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi. Và sau cái buổi live ngày hôm nay thì khá là nhiều anh em hỏi Khải là cái mùa đua top tháng này ra sao và băng áo ra sao và liệu cái top ban hộ cũng như top cá nhân như thế nào. Thì ok, Khải cho anh em xem ở khu vực này cho anh em biết nha. Mới ngày hôm qua thì kết thúc đua top rồi anh em ạ. Và ngày hôm nay Khải sẽ làm video anh em xem và anh em cùng theo dõi cũng như là thống kê xem thử gồm những vật phẩm gì như thế nào. Đây. Hiện tại thì anh em cùng xem sơ qua cái top ban hộ thì ACE vẫn đẳng cấp với 266k đang top 1 và ba miền kết thúc ở đua top thì được cho mình 193k top 2 và cướp được cho mình 174 top 3 và tiếng ngào được 138 top 4 và ngáo thì được 119 top 5 nè. Đó là băng ngáo được top 5. Thiên đớ là 87k và băng tiêu dao 81k. Hai băng này thì op server của A9 rồi. Đó. Rồi. Đó, ngáo được top 5 thôi nha nè. Rồi, ok, đến cá nhân. Đó, anh em cùng chờ đợi xem thử liệu sẽ ra sao nha. Kết vô Binh. What the hell. Anh Tùng lại tiếp tục 7 top cá nhân nè mà. Vô đói nè mọi. Không ai tranh giành nổi anh Tùng rồi. Đó, anh em cùng nhìn sơ qua. Anh Tùng top 1 với 360k và top 2 243k, top 3 150k, và top 4 150k và top 5, top 6, top 7 60.000. Đó là anh Tùng ôm trọn gói tháng 4 này tiếp tục là một mùa 7 top nha anh, 7 top nha anh. 7 top cá nhân. Đó, ok cùng anh em bây giờ cùng xem sơ qua thử liệu top nó gồm những vật phẩm gì. Đây. Anh em xem mùa này rất là ngon luôn em ạ. Đây. Này. Ok rồi, đây. Đây anh em cùng xem sơ qua thì server Phật Sơn Ký Sử này nè. Đó. Rồi, S8 Phật Sơn Ký Sử. Như anh em đã thấy top 1 sẽ được 50 lệnh bài boss này. Đó, chuẩn bị cái boss cho anh em đánh cho anh em xem. Kèm với một bộ ăn băng thường mở random cho nè. Mở nó sẽ ra random. Ví dụ như gia truyền mở ra có thể kháng cả 15, cũng có thể kháng cả 20 cho nè. Đó. Rồi, ngập bòi cũng vậy, cũng có thể là kháng độc 25, rồi kháng độc 30 hơn xuôi. Nhận họ cũng như nhận thấy cũng vậy nè. Random thuộc tính, hàng sử dụng vĩnh viễn. Đó, mùa này là chắc chắn anh Tùng có lên bộ set ăn băng này nè mà. Quá chất luôn. Anh mua hai cái nhẫn nữa đủ set luôn, có hai nhẫn đủ set luôn, còn những ngập bò dưới trên diện chắc là dư rồi. Rồi tiếp theo ở cái top thứ hai thì có thể chọn cho mình một món, đó là một vơ tay kim quang 5 tháng và một nón kim quang 5 tháng không gia hạn được. Nó thẳng luôn là không gia hạn được như nào. Mùa này thì đồ không gia hạn được luôn. Đó là top 2. Top 3 sẽ chọn cho mình một cái nón mắt ốp, tự chọn hờ nam nữ, tự chọn thuộc tính, tự chọn trang bị cấp ví, dù nón thuốc la có kết hay cấp 10 chưa ta máu. Có thể chọn nón cấp 10 hay có thể chọn nón cấp 4 được hết như thế nào. Hàng sử dụng 3 tháng không gia hạn được, khẳng định là không gia hạn được như thế nào. Rồi mùa này chắc chắn em anh Tùng sẽ mua lấy cái áo rồi, với cái áo top 3 rồi, áo mắt ọp hoàn toàn em ạ. Wow, mắt pin hoàn toàn như đồng môn luôn. Đồng môn Tùng tầm này bị vô đói rồi. Rồi cũng có thể là tự chọn nam hay nữ, thuộc tính hay cấp, không gia hạn được. Đó top 3. Top 4 rồi nè. Tôi muốn tiếp tục một cái nọ mắt pin 30-50, tự chọn hờ, tự chọn thuộc tính là chắc chắn là chọn những cây hờ kim rồi, một là đao hoặc nỏ gì đó tùy thôi. Hạn sử dụng 3 tháng không gia hạn được, vẫn là không gia hạn được đó. Không gia hạn được. Rồi top 4 nè. Đó hôm nãy cho tôi mới nè, 1 2 3. Top 4 cây vũ khí, top 4 cây vũ khí rồi. Top 5 có thể là một ấn tính thạch mắt ọp thì chọn, hoặc là một con bung tiêu sinh lực 500 nè. Đó top 5 thì một là ấn, theo quan nghĩa là một là ấn hoặc hai là con bung tiêu. Đó top 5. Rồi sau khi top 5 chọn xong bung, ví dụ bung tiêu đi, thì top 6 sẽ là một ấn đúng không, và top hai đúng không, một này hai này, một trong hai nha nè, hai nè. Rồi 3 sẽ là nón hạt áo. Rồi 4 sẽ là vũ khí đúng rồi. Rồi 4 là vũ khí. Rồi top 5 này có thể chọn là bung tiêu đi. Top 5 bung tiêu. Top 6 là ấn. Top 7 bảo rừng động sát. Top 8 phiên dân. Đó. Tính ra mùa này 8 tốt rồi. 1, 2, 3, 4. Không phải nè mà, nhầm rồi. Tính ra lại nè. Top 1 sẽ là một bộ ăn ban này. Top 2 sẽ là hai món vàng kim quang này. Top 3 sẽ là 3 món nè mọi. Top 3 sẽ là 3 món nè. Đó. 3 món 1 tháng nè. Top 3 thì chỉ chọn 1 trong 3 thôi, đúng rồi. Top 4 sẽ là bông tiêu hạt ấn. Đó.
Nếu như top 4 chọn bông tiêu thì top 5 sẽ là ấn đó, và top 6 sẽ là bảo rương đồng sắt, top 7 sẽ là phi dân đó. Ok đó, anh em hiểu vấn đề chưa? Đó thì ở server này như vậy thôi nè. Rồi những server khác nó cũng tương đối như vậy thôi. Server khác thì kéo xuống bên dưới dưới này nha nè, như là Đại Giang Sơn nè đó, rồi Phật Sơn Ký Sử, Đại Giang Sơn đó, cá nhân và ban hội. Rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khải cũng như là video này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi, cho anh em cùng xem lại cái tốt một lần nữa nha. Đây nè, Ngáo thì được top 5, đây AC top 1, Bãi Miền top 2, Cúp top 3, Tiếp Ngã top 4, Ngáo top 5, Thiên Đấu top 6 và Tiêu Gia top 7 đó. Ok chưa? Rồi rất đặc biệt là mùa này tiếp tục anh Tùng lại là tháng thứ tư anh Tùng lụm chọn gói 7 top nữa nè đó. Anh Gơ 360k, top 2 243k, top 3 là 150k, top 4 150k và top 5 60, top 7 top 6 60 và top 7 60k. Được ok không? Quá chắc luôn. Rồi anh em có gì xem cho một lần hỗ trợ không? Đây Khải cho anh em xem sơ qua sơ đồ được bộ của Khải luôn. Ngày hôm nay thì Khải được tống kim top 5 nha này. Rồi cho anh em xem tống kim top 5. Này là tống kim top 5 ấy. Xếp đồ này, xếp hiệp cốt đó. Đó. Rồi bao tay 13-40 sinh lực sinh khí, nhẫn 15-40 sinh lực sinh khí, 6 dòng đó, đồ Khải cùng 6 dòng đó. Ok tương đối 80 chón. Và một nón thủ lý 25-20 sinh lực 1 lực 6 dòng. Và một đai lưng 19-20 sinh lực 1 lực. Và đôi giày 15-40 sinh lực 1 lực đó. Thì Khải được 80 chậm đó. Ok chưa? Rồi một cái nỏ tóc 20 sức thương 40. Nỏ này nỏ bơ căng ngồi. Còn đánh tống kim thì Khải sẽ mang cái nỏ tống kim. Đây nỏ tống kim này 45-39 đó. Nếu chơi thì chắc chơi đường môn thì vào tống kim thì cánh lắc full lắc thì lên chỉ được 201 là mát tóc rồi. Ở với phiên bản đồ xanh này 201 mát tóc rồi. Nên là cái nỏ này không còn tóc vẫn đánh chắc như nè. Hôm nay đánh cái nỏ này được tống 5 tống kim nè, hơn 90 mạng. Rồi hôm nay thì được đó, kháng cả 5 hết cái này kháng cả 5 mình cho sinh lực luôn. Rồi hôm nay khẳng định anh em là hôm nay được cái phi phong cái đánh một cấp Khải mua Khải đánh đó. Nên là hôm nay đánh nó khá là tự tin nè. Lực tay lên khá là cao, lực tay Khải lên đến 8k2 lần. Mang cái nỏ này lực tay Khải 8k2 lần. Rồi cắn lắc là lên được hơn 8k6, xấy đầu giết đó, xấy đầu trên đó khá là nhanh này. Chứ hôm trước không có phi phong á, lực tay có 6k khá là yếu nè, xấy hoài xấy quỷ. Sau khi đó nó lên đại tướng rồi đánh không chết ai luôn, khá là nhỏ. Rồi anh em xem video đừng quên để lại cho Khảo lại ủng hộ cho anh em. Đó đây là dùng kháng khi mang set hiệp cốt này nè, thì nó mất kháng hoàn toàn không bằng set năm hai, nhưng mà bù lại thì tống kim được 80 chón. Rồi anh em xem video đừng quên để lại Khảo lại ủng hộ cho nha. Này Khảo lên đã đi chăn này nè, đi chăn này Khảo sẽ chuẩn bị về tiêu thì kích lên về tiêu đi chăn này. Đó, tiêu sẽ thứ 25 tiêu cấp 8. Rồi mang set không ăn. Rồi đi chăn nhá. Rồi ok bye bye anh em. Đừng quên đỡ lại cho Khải một like đăng ký kênh như là ủng hộ kênh mạnh nha anh em ơi. Đừng quên đăng ký và ủng hộ mạnh nha. Bye bye mọi người. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye.